HTVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu. Khi cuộc đời tưởng chừng sẽ mãi bình yên, những ai có thể ở bên nhau lúc này chính là bạn bè, là gia đình. Chợt ngập chìm trong ác mộng vì biến cố lớn. Chết vì sử dụng ma túy. Bạn của tôi sao? Suy đoán hung thủ chính là anh cha Jiwon. Jisoo biến mất rồi. Biến mất là sao? Em bé mất tích rồi. Là anh đã chỉ thị. Nói mau. Bà chết là do bị giết. Tìm ra chứng cứ rồi. Anh ta là tội phạm giết người, không cần phải bắt sống. Khi cha chị Quân chết rồi, nhưng tôi nhất định sẽ sống và quay trở về. Cuộc hồi sinh không tưởng để vạch trần những sự thật trong quá khứ. Tôi đã trốn thoát được vì muốn giết cậu. Tôi là giám đốc khu vực châu Á của MRB. Tên tôi là Black. Đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Tạm biệt Mr. Black, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày, phát lại 9 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.